Đây nha, cá nè, cá nhỏ quá cả nhà, mình thả xuống cho nó lớn lại nha. Hello, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog nha. Và hôm nay Nghĩa lại quay lại quán cà phê Giao Khẩu nữa nha. Quán cà phê Giao Khẩu nằm ở Thành Lộc 15. Để đi câu cá cả nhà. Hôm nay mình không có bay livecam mà hôm nay mình câu cá cả nhà. Thì có hẹn với một số anh em ở hội livecam một tí, họ sẽ ra đây và bay livecam. Còn mình thì hôm nay chuyên môn câu cá nha cả nhà. Và bây giờ mình cũng mang theo cần câu. Và giờ chuẩn bị để vô mồi cả nhà, vô mồi để quăng xuống câu cả nhà. Đây là cái menu của quán nè, rất là rẻ ha. Mình có thể tới đây mình uống cà phê, bay livecam hoặc là câu cá nha cả nhà. Đó, cái nào đắt nhất thì chỉ có 28 và 30 ngàn thôi cả nhà. Rất rẻ ha. Hợp túi tiền để cho anh em ngồi chơi và thưởng thức phong cảnh. Để phong cảnh xung quanh nè. Vừa câu cá, vừa bay livecam, vừa cà phê. Đó. Mình nói đang câu cá cả nhà. Còn mình thì thường hay bay livecam ở đây. Đó, đây chỗ này cả nhà. Đây cả nhà, giờ mình đã xuống được một cân rồi. Rồi bây giờ ngồi chờ thời nha. Thì trong lúc chờ thời mình sẽ làm thêm một cái cần tay nữa cả nhà. Đây cái nhà nó mới ăn xong nó đi rồi. Mới dịp mấy cái đi cần tay. Rồi phao ấy lục bình tới nữa kìa. Đó 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 đó. Vẫn đang ăn, vẫn đang ăn. Rồi lục bình tới rồi, hết ăn rồi. Xui không? Nó kéo lên đi. Ê! Trời. Con năm. Hả? Dính luôn. Trời ơi. Cá đang ăn cả nhà. Cá ăn nhẹ nhẹ. Đây thường thường cá nhỏ cả nhà, cá nhỏ đâm ra là ăn. Đó đó đó. Cá nhỏ đang không mạnh lắm. Nhà này tiếng chuông không? Bèo quá, đang bèo gì quá. Căng dây rồi, kiểu dây rồi. Cá nhỏ quá đâm ra không biết dính hay không nha. Đang kéo dây rồi. Rồi vô cũng rồi. Vô coi cái nhà ơi. Ăn lưới này. Ăn cái này vô coi. Giờ chờ thời tiết cả nhà. Qua cả nhà ơi. Mẹ quá.
Đây cả nhà, tình hình là bèo nhiều quá cả nhà ơi. Giờ phải dỡ cần lên, dỡ hai cần lên. Đây cần tay mình để đây. Đó. Cần máy để đây. Không dám xuống cần nữa cả nhà. Bèo quá bèo. Cả nhà giờ mới dính được con cá chê nè, chưa thôi bú luôn. Vừa thả xuống dính luôn cả nhà. Tiếu thiệt chứ. Giờ không mang gì theo để đừng hết. Này cả nhà, giờ thả con cá chê vô đây. Ở dưới đây nhiều cá lắm cả nhà. Cá chê dưới đây nhiều đó, thì cả nhà thấy ăn móng không? Ở đây người ta câu mà cá nhỏ người ta thả vô đây. Để mốt ở đây làm cái hồ sen cả nhà, đó cả nhà thấy không? Cá quá trời. Giờ bèo quá không câu được, giờ ngồi ngắm cảnh cả nhà. Ở đây những cái tàu lớn như vậy đi ngang qua thường xuyên nha. Cần máy ăn cái nha. Đó. Chết cha. Ôi hết màu luôn. Ghê thiệt chứ. Hết hai màu luôn cái nha. Hai màu luôn mà không dính. Nãy giờ bèo ít rồi cả nhà. Đó 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 đó, ăn nữa nè. Đang ăn nè, ăn đang cần máy nè cả nhà thấy không? Mình quăng ra xa được camera là cá nó ăn cũng nhảy hơn cả nhà. Trời ơi. Hết mồi luôn nè, ăn lúc phao luôn á. Ăn lúc phao luôn mà không dính. Ăn nhảy ghê. Mới ăn lúc phao luôn không dính nè. Cá đang ăn cần máy nè, cái nhịp này bà đỏ 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 đỏ, cái nhịp mấy phát kìa, nhịp nhẹ quá, nhịp mạnh mạnh xíu giật luôn. Mình khi có vỏ lãi đang chở gì ta, chở lá dừa. Ở đây là sông Sài Gòn nha cả nhà. Kiếm ở đây kiếm cá bự mà khó quá, toàn cá nhỏ không. Đó đó đó, đang nhịp đó 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 đó. Hình như dính ở dưới luôn rồi sao á. Đó. Cái này dính ở dưới luôn rồi nè. Dính thiệt rồi chứ. Dính thiệt rồi chứ. Vuột rồi, hai lưỡi luôn, ăn hai lưỡi luôn, ghê thiệt. Vuột nữa cả nhà. Đây cả nhà, cái cần tay đang ăn cả nhà. Nhịp nhịp đây đó, 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 đó cả nhà thấy không? Thấy nhịp nhịp không? Đó, 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 đang nhúng nhúng. Rồi chạy luôn rồi. Nhúng nhúng mấy phát nó chạy luôn. Bèo quá nha. Nước đạp nó mấy cái vỏ lãi nó bay nó đi ngang đạp quá. Ơ dính rồi, dính rồi. Dính 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 dính. Ê rồi, rớt rồi. Đấy cả nhà. Chắc anh mỏ nó nhỏ quá. Đó, dính con à. Thì là nó kéo rê rê đi nha cả nhà. Giờ được hai con ha. Thôi giờ thả nó xuống rồi cả nhà. Thả xuống đi, nhỏ quá. Thả xuống cho lớn. Ấy. Nhỏ mà ham ăn quá. Thả nó xuống cho nó lớn cả nhà. Dính à, dính à, dính à. Dính con nữa cả nhà ơi.
cá nhỏ. Sao cá nhỏ bụng bự dữ ta? Cá có bầu hả? Cá nhỏ bụng bự ghê. Ăn mạnh ghê trời. Cần máy mới ăn nữa nha. Đó, đó. Ăn hoài luôn trời. Đó. Còn dính nữa rồi đó. Cá nhỏ 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 không à. Đây nè, cần tay ăn nữa nè. Trời, hai cần ăn lúc luôn trời. Đó, máy ăn. Đây, dính con nữa nè. Dính con nữa nè cả nhà ơi. Cá nhỏ nhỏ không à. Trời, đang nuốt lưỡi luôn rồi. Một con. Nó đang ăn cả nhà. Nó đang... Đó. Cả nhà thấy không? Ăn lúng phao luôn. Tại một tay mình cầm điện thoại cả nhà, để có quay cận cảnh cho các anh xem. Đó, ăn nhịp rồi, ăn nhịp rồi. Vẫn còn ăn nha cả nhà. Đó. Đó. Trời ơi, hụt nữa rồi. Hụt nữa rồi, chắc cá con nữa nha. Cả nhà ơi, tình hình là hết mồi cả nhà ơi. Hết mồi rồi, gâu đợt nè. Trời. Coi đợt này đó là hết câu rồi. Không còn mồi nữa để câu. Cá nó ăn phá quá nha. Mấy cá con không à. Đây cả nhà ơi, cá mình câu từ nãy giờ nè. Giật liên tục luôn cả nhà. Gắt được mười mấy hai chục con gì á. Cả nhà thấy không? Mà cá nhỏ nhỏ mà có được dính còn con cá rô nữa. Cá nhỏ nhỏ không cả nhà. Giờ mình mang xuống mình thả. Mình phóng xanh đấy cả nhà. Phóng xanh cho nó lớn cả nhà. Đó. Đây cả nhà, cá nè, cá nhỏ quá cả nhà, mình thả xuống cho nó lớn lại nha. Đó, chắc mười mấy hai chục con nữa cả nhà. Hết chưa? Rồi hết rồi. Cả nhà ơi, thì cái quán cà phê này là một cái điểm vui chơi giải trí rất là lý tưởng cả nhà. Vừa uống cà phê ha, không cả ngắm phong cảnh đẹp nè, vừa câu cá và vừa có thể bay live cam nữa cả nhà. Thì nếu như anh em mà có hứng thú thì tới đây chơi. Đây là quán cà phê giao khẩu, đường Thành Lộc 15 nha cả nhà. Cứ gõ lên bản đồ, gõ quán cà phê giao khẩu là nó sẽ ra cả nhà. Ở đây là kế bên bờ sông Sài Gòn cả nhà. Đó, cái xà lan đang đi ngang cả nhà thấy không? Rất đẹp nha cả nhà. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Cả nhà xem video nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Nghĩa Vlog nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye. Xin hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha.